300.000 một bức ảnh nha anh trai. Đúng là kiếm tiền nó dễ thật đấy. Cứ thế này, chẳng mấy chốc thì mình thành đại gia. Phải kiếm thêm nhiều nguồn hàng nữa thì mới nhanh giàu được. Giới thiệu với các em, đây là bạn Trang. Bắt đầu từ ngày hôm nay, bạn ấy sẽ là học sinh của lớp mình. Các em giúp đỡ bạn nhé. Ôi, ông trời nghe thấy lời cầu khẩn của mình hay sao nhỉ? Nói muốn có hàng ngon, có hàng ngon luôn. Nhưng mà quả này ăn mặc kín cổng cao thường thế nhở? Thế này thì hơi khoai. Nhìn mặc quê quê thế này thì chắc là sinh viên nghèo vẫn có cách. Chào các bạn, mình là Trang. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn. Trang về chỗ đi. Chào bạn. Chào bạn. Mùi gì mà thơm thơm thế, xin thưa rằng mùi polymer. Mấy ông đại gia rất là thích kiểu gái quê vừa xinh vừa ngon vừa sạch sẽ thế này. Được rồi, để tôi sẽ rửa phèn cho bạn. Tớ xin lỗi, tớ sơ ý quá, làm ướt áo của cậu rồi, để tớ lau cho. Thôi thôi, để tớ tự lau cũng được. Tớ xin lỗi nhá, tại tớ sơ ý mà ướt hết áo của cậu. Mà cha mới đến không biết, tiết sau là tiết của cô Linh, giáo viên nổi tiếng ghê gớm ở trường mình đấy. Sinh viên mà ăn mặc không chỉnh tề là cô sẽ đuổi ra khỏi lớp ngay. Thế á, nhưng mà áo của tớ... À đúng rồi, tớ có đem theo áo của em gái, đây. Cậu có thể lấy để mặc tạm. Đây. Không phải ngại đâu, dù gì tớ cũng là người làm ướt áo của cậu mà. Ừ, thế thì tốt quá, tớ cảm ơn nhá. Cậu mặc vào đi. Cậu tốt thật đấy. Tớ có làm gì đâu, trời nóng, tớ định hạ nhiệt cho Trang một tí thôi mà, làm gì mà căng thế. Mà anh em mình cùng hưởng tí thì có làm sao. Có chuyện gì đấy? Thôi, học hết cả việc. Cha này, cậu đừng tin cậu ta. Cậu ta không tốt đẹp gì đâu. Nhìn áo của cậu đi. Sau này, cậu nên tránh xa cậu ta ra một chút. Tớ biết rồi, tớ cảm ơn nhá. Mình là Phil, sau này cần gì thì cứ bảo mình. Áo của mình thì cậu cứ mặc tạm đi, bao giờ trả mình sau cũng được. Tránh việc cậu ta lại giở trò gì nữa. Thôi, mình đi nhá. Cậu uống nước đi. Mình bảo này, nhân dịp kỷ niệm một tháng quen nhau, mình có một món quà muốn dành tặng cho cậu đấy. Cái gì mà bất ngờ thế? Điều siêu bất ngờ, nhưng cậu phải bí mắt lại để mình dẫn đi. Đi.
anh của mình. Thế này thì sống làm sao được? Chết rồi, sao bây giờ? Ai lại đi chụp trộm mình thế này? Khoan đã, chỗ này như là ở trường. Góc này là Cường. Đúng là cậu ta rồi. Sao cậu ta lại chụp ảnh rồi phát tán lên mạng như thế này? Mình phải tìm cậu ta nói chuyện cho ra nhẽ mới được. Cường! Cường! Cậu sẵn sàng chưa? Ừ. Sao lại là cậu? Sao cậu ở đây? Chẳng phải cậu nói là tôi phải tránh xa cậu ta giả? Đúng vậy. Tôi nói thế để cậu tin tưởng tôi thì tôi mới dụ cậu được ra đây chứ. Đại ca, đúng là cào tay. Mấy cái trò của em nhá, chỉ ăn sổ được thôi. Còn cái kế hoạch này, một phát nắm gọn luôn. Đại ca đúng là quá đẳng cấp. Đại ca của mày mà lị, mấy cái chiêu ăn sổ của mày ấy, thì chỉ kiếm được vài đồng lẻ thôi. Có đâu muốn kiếm triệu bạc ấy mà lại nắm thóp được con mồi như tao ấy, là phải dùng cách này, nhớ chưa? Hai cậu muốn làm gì? Hóa ra từ trước đến giờ là cậu lừa tôi à? Tôi không muốn liên quan đến các cậu nữa. Không dễ như thế đâu cô em. Này, cô em đúng là nhà quê hiền lành thật thà thật đấy. Ai cho gì cũng uống. Trong nước của anh là có thuốc tê liệt thần kinh. Bây giờ anh em mình thích làm gì thì làm. Mở máy ra cái video đi. Khốn nạn. Nào, hét đi. Hét to lên. Này, nhìn cô em ngây thơ nhà quê như này, chắc là gia đình cũng không có điều kiện nên mới phải lên thành phố học để mong đổi đời. Này, chắc gì học đại học xong đã đổi đời. Muốn giàu nhanh thì chỉ có đi làm gái thôi. Kéo khi sau này phải cảm ơn hai bổn gia đây đã đổi nghề cho em nó nhờ. Đúng rồi đấy. Tiền về nhá, bọn anh sẽ chia cho em. Mà em muốn hợp tác lâu dài, cứ bảo với anh một câu. Có tiền mua sắm quần áo này, lo cho bản thân này, gửi về cho bố mẹ. Mà có khi nhá, còn vớ được cả đại gia ấy chứ. Mà mấy cái loại gái nhà quê muốn lên thành phố đổi đời, chỉ có đi làm gái chứ làm gì nữa. Mà em không phải ngại đâu, rất nhiều người như thế. Anh ví dụ điển hình cho nhá, là con Ngọc cùng lớp mình ấy, nó cũng làm gái đấy. Thôi, không cần nói nữa. Mau mặc cho nó bộ đồ cốt và lấy hầu gái, rồi quay video, trời sắp tối rồi. Cố gắng chịu đựng một chút nhé. Thầy ơi, thầy cứu. Cứu rồi. Thầy đi đâu mà để hết điện thoại? Của mình như này. Chính thầy là người đã bỏ tiền ra để mua tấm ảnh này đấy. Thầy nói sao ạ? Thầy đã mua chúng ấy ạ? Tại sao ạ? Bởi vì thầy thích em. Thầy muốn có được em. Thầy nói cái gì đấy ạ? Em là học sinh, còn thầy là thầy giáo đó. Sao em có phải sợ hãi thế làm gì nhỉ? Bây giờ ấy, em cũng lớn rồi, đã trưởng thành rồi. Có con là trẻ con nữa đâu. Em nghĩ mà xem. Bây giờ ấy, nếu như mà muốn qua môn thì em sẽ phải bỏ ra rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc. Nhưng mà chỉ cần em chiều thầy thì thầy sẽ giúp em đạt được điểm cao của tất cả các môn. Chưa kể nhá, sau này em muốn có việc làm đúng không? Trời ơi, thời đại bây giờ kiếm việc làm khó khăn lắm. Nhưng mà chỉ cần thầy ra mặt ới lên một tiếng thôi thì chắc chắn em sẽ tìm được một công việc lương cao thưởng nhiều, công việc mơ ước của em luôn. Mở ra, tôi không cần. Này, anh nói cho em biết, em mà không chiều anh ấy thì ngay ngày mai thôi, anh sẽ tung tất cả những cái ảnh này lên mạng, rồi thì nhà trường sẽ biết em là một đứa học sinh suy đồi đạo đức như thế nào, rồi thì bố mẹ em nữa sẽ nghĩ ra sao khi có người con gái ngoan như em. Mở ra! Mày! Sao mày vào đây? Hả?
lại còn dám đẩy thầy giáo nữa. Học trò nhưng mà láo toát thế hả? Anh im đi. Loại người như anh mà cũng dám nhắc đến từ nhà giáo à? Anh không xứng đáng làm giáo viên, càng không xứng đáng được tôn trọng. Còn danh, mày biết cái gì mà nói? Dạ. Sao cậu lại ở đây? Lúc nãy rõ ràng tôi thấy hai tên kia, cho nên tôi mới đi tìm thầy để giúp cậu. Không ngờ thầy lại. Sao cậu lại thoát ra rồi? Mấy cái trò đấy chỉ là mắt muỗi thôi. Tôi vốn dĩ không hề uống chai nước đấy. Trang này, mình bảo này, nhân dịp kỷ niệm một tháng quen nhau, mình có một món quà muốn dành tặng cho cậu đấy. Không cần nói nữa, mau mặc cho nó bộ đồ cosplay hầu gái rồi quay video, trời sắp tối rồi. Cố gắng chịu đựng một chút nhá. Nhẹ tay. Là ai á? Là vệ sĩ của tôi đấy. Hả? Cuối cùng thì tôi cũng bắt được mấy con sâu làm hủy hoại danh tiếng môi trường của tôi. Bảo sao, trong trường có rất nhiều nữ sinh tung những cái ảnh nhạy cảm lên mạng, khiến những cô bé đấy phải nghỉ học, thậm chí là làm ra những chuyện dại dột. Các cậu muốn đưa chị đây vào chồng á? Đâu có dễ như vậy. Vẫn còn non và xanh lắm. Đưa hai tên này đi gặp công an. Anh ơi. Có người mua thì chắc chắn là có người bán. Hai tên này khốn nạn thật đấy. Nhưng mà rõ ràng là bọn chúng chỉ bán riêng tư, chứ không hề bán công khai lên mạng. Là ai làm nhỉ? Chẳng lẽ... Tôi đã đoán ra là anh. Người thầy giáo chủ nhiệm biết tất cả mọi chuyện nhưng vẫn làm ngơ và tiếp tay cho đám sinh viên để chèn ép bạn học, phát tán những ảnh đồi bại lên mạng. Thậm chí anh lại còn mua lại chúng. Anh là người đã dụ dỗ, đe dọa sinh viên nữ phải đi theo anh để đổ tình lấy điểm. Anh không xứng đáng làm giảng viên ở ngôi trường của tôi. Mày là ai? Tôi là Nguyễn Kiều Trang, con gái của ông Nguyễn Trường Giang, chủ tịch ngôi trường này. Mấy tháng nay tôi đã cải trang thành sinh viên để điều tra toàn bộ sự việc và loại bỏ những thành phần như mấy người đấy. Cô Trang, qua buổi chủ tịch. Tôi xin lỗi, là tôi có mắt như mù. Cô bỏ qua tôi lời này, tôi không cố ý đâu. Nhưng mà tất cả do cô ta là người đã dụ dỗ tôi để gạ gẫm tôi để tổng tình lấy tiền. Chứ tôi không hề cố ý. Cô bỏ qua cho tôi, chứ mọi người mà biết việc này thì nghiệp dạy của tôi coi như tan tành hết. Còn nữa, những tấm ảnh này là tôi đao trên mạng về, chứ tôi có biết cái gì đâu. Với cả cô xem, ai bảo cô ta mặc ngắn như thế này, làm sao mà chả trách đàn ông không có nhìn. Tất cả có lỗi cô ta dụ dỗ tôi đấy. Anh thôi đi, đến cái nước này rồi mà anh vẫn ngoan cố để đổ lỗi cho người khác à? Người ta ăn mặc như thế nào đấy là quyền tự do của người ta. Nếu là người tử tế, anh phải biết kiềm chế cái phần con lại để mà làm người chứ. Đằng này, anh lại đổ lỗi cho nạn nhân à? Tôi sẽ không chỉ đuổi việc anh, mà tôi còn kiện anh vì những hành vi suy đồi đạo đức của anh đã ảnh hưởng đến thanh danh của ngôi trường và làm giảm đi sự tốt đẹp của nghề giáo. Ngoài kia, có biết bao nhiêu là thầy cô cống hiến hết mình cho sự nghiệp chồng người. Nhưng chỉ vì cái loại người như anh đã vấy bẩn đến nghề cao quý ấy. Anh cứ chờ đi, chờ bị đuổi khỏi ngành và ngồi tù. Mày dám? Tôi sẽ đứng ra để kiện ông cho ông đi tù. Mày, mới được lắm. Tao sẽ không lấy cái chuyện này đâu. Đợi đấy. Em yên tâm đi, chị sẽ giúp em gỡ ảnh xuống và đính chính lại toàn bộ sự việc. Không phải chị muốn lấy lại thanh danh của ngôi trường mà che giấu hay đổ lỗi cho anh đâu. Chị chỉ muốn lấy lại một môi trường học tập thật là tốt cho toàn bộ sinh viên thôi. Em cảm ơn chị nhiều lắm ạ.